Chào mừng quý vị cùng đến với trận cầu muộn nhất tại vòng 23 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, cuộc chạm trán giữa đội chủ nhà Brentford và đối khách Manchester City. Reguilon có trận đấu đá chính đầu tiên cho Brentford sau khi chuyển đến từ Tottenham Hotspur. Anh sẽ trở lại dẫn dắt hàng công của đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola thế chỗ của Jeremy Doku. Tại thì Ivan Toney đã ngay lập tức có những bàn thắng vào lưới của Nottingham Forest cùng với Tottenham Hotspur. Ivan Toney rất nguy hiểm. Pha đánh đầu cản phá của Ruben Dias, một tình huống lập bập. Thì ngay lập tức Brentford sẽ có tình huống đáp trả nếu như đoạt được lại bóng. Erling Haaland rất nguy hiểm. Erling Haaland, tình huống đâm lên táo bạo của Nathan Ake. Vardion, Alvarez, dứt điểm. Tài năng của Mark Flecken đã cứu thua cho Brentford. Alvarez đã rất nắn nót ở pha bóng này, nhưng những đầu ngón tay của Flecken đã cứu thua cho đội chủ nhà. Đứng trước bóng đang là Kevin De Bruyne. Bóng chạm đầu của Benmi. Tiếp tục là pha cản phá của Benmi. Một tình huống lộn xộn, Rodri, Vardion. Vật. Nen Maupay. Ivan Toney. Cơ hội cho Ivan Toney. Dứt điểm không vào. Nhưng trước đó đã có lỗi việt vị của tiền đạo Brentford. Ivan Toney đã thoát đi hơi sớm một chút thôi. Những pha bóng này cũng đủ để hàng thủ Manchester City phải cảnh giác hơn với tiền đạo người Anh. Phil Foden, Erling Haaland, Alvarez, thêm một cú đá nữa của Alvarez. Và lại là Flecken cản phá pha dứt điểm của tiền đạo người Argentina. Bóng đi chìm nhưng Mark Flecken vẫn có thể làm chủ được tình hình. Không có ai có thể tiếp ứng sau pha nhả bóng của Bruno Silva. Mark Flecken đang bay nhảy ở trong khung thành của Brentford. Đang có rất nhiều những phương án tấn công tới từ Manchester City. Những tình huống xuống đáy biên trả ngược, những quả sút xa và cả những tình huống dàn xếp pha bóng cố định nữa. Alvarez, Josko Vardion. Ivan Toney, cơ hội cho Brentford. Nen Maupay, Nen Maupay vào. 1-0 cho đội chủ nhà Brentford. Ivan Toney cùng với những người đồng đội của mình luôn chơi rất hay mỗi khi đối đầu với Manchester City. Quả phát bóng của Flecken. Ivan Toney đã rất khôn ngoan để khiến cho Nathan Ake không thể bật nhảy. Quả bóng trôi xuống. Và Nen Maupay thì di chuyển cực kỳ hay. Josko Vardion đã quan sát thấy Nen Maupay, nhưng cầu thủ người Croatia nghĩ rằng Nathan Ake có thể cắt được tình huống bóng đó và không chủ động áp sát từ đầu. Erling Haaland, sai lầm của hàng thủ Brentford. Erling Haaland không vào. Haaland đã không thể thắng được Mark Flecken. Kevin De Bruyne, Alvarez đánh đầu. Flecken đã ôm gọn bóng trong tay. Một đường truyền về rất bất cẩn và Erling Haaland đã chớp được thời cơ. Nhưng cú sửa lòng bằng chân trái của Erling Haaland đã không thể thắng được Flecken. Kevin De Bruyne đường truyền cho Kyle Walker. Vẫn là Kyle Walker đưa bóng vào. Josko Vardion. Vardion vẫn chưa vào cho Manchester City. Vardion đã rất nắn nót, đỡ bóng lại một nhịp rồi mới dứt điểm. Còn trước đó thì hai cầu thủ của Brentford đã hợp với nhau không ăn ý và để cho Kyle Walker có thể chuyền vào. Người chơi hay nhất bên phía Brentford kể từ đầu trận chắc chắn rồi phải là thủ thành Mark Flecken. Kyle Walker, Alvarez,
phất bóng dài lên phía trên. Ivan Toni đang áp sát. Ederson băng ra rất nguy hiểm. Phil Foden, ngoài biên đang là Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva, bóng đi vọt xa. Họ đang cố gắng di chuyển về trước. Đánh đầu. Jensen đã di chuyển để có thể nhận bóng. Jensen. Reguilon. Ederson đã chơi cảnh giác. Quả đá phạt góc. Quả tạt lơ lửng của Reguilon. Quỹ đạo thì cực khó chạm đất trước khi hướng vào cột xa. Josko Vardion. Kevin De Bruyne. Vardion đưa bóng vào. Không dành cho ai cả. Trong bàn thắng của Neal Maupay thì Flecken đã có pha kiến tạo rất nguy hiểm, không vào để tung ra cú đá. Phil Foden. Phil Foden rất nguy hiểm. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha xử lý. Kevin De Bruyne lắc vào chân phải của Kevin De Bruyne. Cho tới lúc này thì Flecken đang có một màn thể hiện điểm 10. Flecken đang hóa thành người nhện trong cầu môn của Brentford. Khanh đã có rất nhiều những pha cứu thua xuất sắc. Rất nguy hiểm. Phil Foden và lần này thì đã có bàn thắng san bằng tỷ số cho Manchester City. Và Flecken đã hoàn toàn bó tay ở tình huống này. Một pha lập công rất cần thiết cho đoàn quân của Pep Guardiola khi mà thời gian hiệp 1 gần hết. Đính liên lạc của hàng thủ Brentford ở tình huống này là không hề tốt chút nào cả. Nếu như có thông tin tốt hơn thì Pinnock hoàn toàn có thể bỏ bóng. Được chuyền dài ấn tượng Kevin De Bruyne. Phía trong là Erling Haaland. City vẫn đang kiên nhẫn với cách chơi của mình. Được chuyền của De Bruyne. Đánh đầu. Lại là Phil Foden. 2-1 cho Manchester City. Cú đúp của Phil Foden ở trận đấu ngày hôm nay. Nhưng đương nhiên chúng ta phải kể tới đường chuyền tuyệt hảo của Kevin De Bruyne. Và một lần nữa thì Kevin De Bruyne lại cho thấy được nhãn quan chiến thuật thiên tài của mình. Không hề có lỗi việt vị của Phil Foden. Được kiến tạo quá tuyệt hảo của tiền vệ người Bỉ. Foden cũng đã dứt điểm tốt để thêm một lần nữa đánh bại được Flecken. 2-1 cho Manchester City. Huyền thoại của Manchester United đã có được tổng cộng là 162 pha kiến tạo. Cơ hội cho Brentford dứt điểm. Cú đá không chuẩn xác của Roslev. Alvarez. Kevin De Bruyne. Cú đá của Kevin De Bruyne. Bóng khẽ chạm vào một cầu thủ của Brentford. Và sau đó chờ đợi những pha bóng hay. Reguilon. Bóng hướng tới chỗ của Ivan Toni rất nguy hiểm. Cơ hội. Ruben Dias đã lăn trả để cản phá cho Manchester City. Đường chuyền điểm rơi tốt của Reguilon. Mọi thứ được set up hoàn chỉnh rồi. Nhưng cú đá của Norgard đã không thể đánh bại được pha phòng ngự xuất sắc của Ruben Dias. Jensen. Đánh đầu. Reguilon. Cơ hội. Đó là Neal Maupay. Phil Foden. Rodri. Erling Haaland. Phil Foden. Foden. Hat-trick cho Phil Foden. Và phút 1-2 cực kỳ ăn ý giữa Erling Haaland cùng với Phil Foden.
Phil Foden bỏ bóng di chuyển để nhận đường truyền từ Erling Haaland. Pha phối hợp ba người quá hay của Manchester City giữa Rory, Erling Haaland và Phil Foden. Flaken dù đã chơi rất xuất sắc ở trong hiệp đỡ đầu tiên, nhưng ở hiệp 2 này thì anh hoàn toàn bất lực trước những tình huống dứt điểm ở cự ly gần của số 47 bên phía Man City. Tổng cộng là 5 danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh rồi. Erling Haaland không được. Alvarez, Alvarez. Bóng đi đúng vào vị trí của Mark Flecken. Vẫn là Doku đột phá. Đưa bóng vào. Cơ hội. Và đệm lòng rất chắc chân của Kevin De Bruyne, nhưng đáng tiếc là bóng đã đi trên cột dọc. Đây là thời điểm mà Jeremy Doku có thể cho thấy được giá trị của mình với những tình huống đột phá nhờ tốc độ và kỹ thuật lắt léo. Leon đã cản phá thành công. Và đúng lúc này thì tiếng còi khép lại trận đấu đã vang lên. Manchester City đã ngược dòng để đánh bại Brentford với tỷ số 3-1 ngay tại sân vận động Etihad.